Đam mê bộ môn nhảy dù, thanh niên bị treo lơ lửng trên đường dây điện 35 kV, báo cả xã bị cắt điện để tiến hành giải cứu. Này. Chiều 20 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc vận động viên nhảy dù bị mắc vào đường dây điện 35 kV, khiến cả xã phải cắt điện để giải cứu. Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Đinh Công Liệp, trưởng xóm Quyết Tiến, xã Quang Tiến cho hay, vào khoảng 12h15 cùng ngày, trên địa bàn xóm xảy ra vụ việc một vận động viên nhảy dù trong quá trình tiếp đất xuống địa điểm chỉ định đã bị mắc vào đường dây điện 35 kV. Sau đó, vận động viên này bị treo lơ lửng trên không trong nhiều giờ. Vị trí xảy ra sự cố mắc kẹt nằm cách mặt đất khoảng 20m, cách đường cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình khoảng 30m. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động người và phương tiện cứu hộ thành công vận động viên này. Để đảm bảo an toàn cho công tác giải cứu, lực lượng chức năng đã phải tiến hành cắt điện trên địa bàn toàn xã Quang Tiến. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, vận động viên bị mắc kẹt đã được giải cứu thành công, sức khỏe ổn định. Đến khoảng 15 giờ, điện trên địa bàn xã đã được cấp trở lại. Được biết, vận động viên trên là anh NHH, 35 tuổi, trú phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình. Người này nhảy dù lượn tại một ngọn đồi cao, không thuộc câu lạc bộ bay nào và không được cấp phép. Hiện chính quyền địa phương đang tiến hành lập biên bản sự việc để xử lý theo quy định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.